Xin chào quý vị và các bạn. Miền Bắc đang chuẩn bị đón đợt rét đầu tiên khi khối không khí lạnh mạnh đang trên đường tràn xuống. Với miền Trung, cảnh báo mưa lớn diện rộng sẽ kéo dài đến thứ sáu tuần sau. Do tổ hợp hình thế gây mưa lớn điển hình được thiết lập tại khu vực Trung Bộ, ở mặt đất là gió đông bắc của không khí lạnh dồn xuống. Trên cao mực 5.000 m là đới gió đông hoạt động mạnh. Hai hình thế này cùng lúc tác động gây ra mưa lớn tại khu vực Trung Bộ. Dấu hiệu ngay từ hôm nay, cục bộ đã có điểm mưa, lượng từ 140 tới 170mm xuất hiện tại Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. Dự báo mưa sẽ còn mở rộng hơn suốt từ Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Ngãi. Đợt mưa này có thể kéo dài trong khoảng từ 4 cho tới 5 ngày. Trong đó, lượng mưa 2 ngày tới có nơi vượt 400mm, tập trung từ Nam Nghệ An trở vào cho tới Quảng Bình. Đáng chú ý, vùng trọng tâm mưa lớn đợt này cũng là nơi vừa hứng chịu mưa lũ do bão số 6 vừa qua. Điển hình tại Quảng Bình, chỉ 4 ngày cuối tháng 10 mà lượng mưa lên tới 715mm, vượt tổng lượng mưa trung bình của cả tháng cộng lại. Nền đất đá bão hòa nước, suy yếu lại phải đối mặt với những trận mưa lên tới hàng trăm mm tiếp tục trút xuống, thì nguy cơ rất cao gây ra lũ quét, sạt lở đất, đồng thời có thể xảy ra lũ lớn gây ra ngập lụt. Miền Bắc cũng chuẩn bị xuất hiện đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay. Dự báo từ gần sáng mai, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng tới miền Bắc là đợt rét đầu mùa, cho nên thời gian rét chỉ khoảng 2 ngày thứ 3 và thứ 4. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 17 tới 19 độ C, vùng núi có nơi mức nhiệt dưới 15 độ C. Tại thủ đô Hà Nội từ chiều mai trời cũng chuyển lạnh hơn. Thứ 3 và thứ 4 sẽ là 2 ngày rét nhất của đợt này khi trời vừa mưa vừa giảm nhiệt. Ban đêm chỉ khoảng 19 độ C, còn ban ngày mức nhiệt không quá 21 độ C. Từ thứ năm, mưa sẽ giảm, nhiệt độ ban ngày sẽ tăng dần. Về diễn biến tuần tới ở phía Nam, trời vẫn có mưa dông về chiều, cục bộ có mưa to, dễ kèm theo dông sét và gió giật mạnh. Còn từ sáng và trưa vẫn có khoảng nắng, khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 26 tới 30 độ C. Nam Bộ nền nhiệt cao hơn, phổ biến từ 29 tới 33 độ C. Cuối bản tin sẽ là dự báo cho các thành phố trên cả nước trong 7 ngày tới.